Em thấy anh sao? Em hỏi đi. À, đúng là đẹp trai. Cao, cao đúng là trên 1m6 thiệt. Dùng cái nhãn quan của mình kiểm tra cái vụ hồi nãy đồng nghiệp nhé. À đúng rồi. Mời bạn nam. Fan đông dữ ha. Mời đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và anh bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả. Em tên là Như Quỳnh, em 24 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng, quê em ở Lâm Đồng ạ. Rồi mời bạn trai. Chào chị anh Quyền Linh. Chị Quyền Linh. Anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả, em tên Đỗ Chí Sông, năm nay 28 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh bất động sản của công ty Hòa Bình và quê em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Lâm Đồng cũng được. Không có xa lắm. Xa chứ anh. À, chưa gì rồi. Chưa gì, ta đang nói. Nhưng mình chết rồi. Bán đất ở đâu? Bán chung cư căn hộ, đất luôn. Nếu anh mua em giới thiệu. Không, anh mua. Chưa gì hết. Đi kiếm vợ đi mai. Anh nghề nghiệp. Bây giờ tập trung thôi, lên đây em phải để mua bán kinh doanh nha. Lên đây kiếm vợ nha. Cho bạn trai giới thiệu trước luôn, ưu điểm của bạn là gì? Đừng nói bán hàng giỏi nha. Em hiền, tính tình hòa đồng, dễ tính, vui vẻ, biết làm nhiều thứ. Làm gì? Là sửa điện thoại, sửa máy tính, biết sửa xe luôn. Rồi mốt vợ có hư thì em sửa luôn cũng được. Trời ơi. Được. Một khuyết điểm? Hơi nóng tính, hơi khó chịu, nghiêm chút. Em có gì hư cho anh sửa không? Chắc là không đó chị. Em thì có cái tính là đi chợ vậy thì phải xài hết tiền em mới về. Nếu anh có sửa tính nó không thì chắc sửa không được. Anh sửa không được thì mốt anh không cho em giữ tiền, anh giữ tiền. Thì mình đem ít tiền đi thôi. Mình đem nhiều mình lại nghĩ mình phải xài nhiều. Lỡ khi mang không đủ đi chợ sao em? Mang không đủ em có khi em mượn lại ngoài chợ. Trời đất ơi, em mượn nợ luôn hả? Bao giờ tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu khoảng 6 tháng là sớm nhất. Tại ở nhà cũng hối lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Bản thân em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ có. Đầu tiên là phải chững chạc, tại vì lo nghĩ giùm em. Tại vì em không có lo nghĩ giống như em nói rồi đó. Vui vẻ, đừng có khó chịu nha anh. Ok, được. Dạ. Không lăng nhăng, không hút thuốc. Và đặc biệt phải quan tâm em. Hỏi anh coi. Anh có hút thuốc không anh? Không. Có nhậu dữ không anh? Không có nhậu, nhưng mà nhiều khi đi với khách thì uống chút chút thôi. Nhưng mà biết đường về. Rồi nói về ngoại hình, em có đặt ra cái chuẩn mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Cao trên 1m6 ạ. Phải vững chắc để cho em dựa nữa. Em dựa thoải mái luôn. Rồi đó là yêu cầu của bạn nữ đó. Rồi bạn nam có đặt ra tiêu chí như thế nào không? Em thì tìm mẫu bạn gái hiền, dễ thương chút, biết thông cảm, chia sẻ, chung thủy, đừng lăng nhăng. Em sợ lăng nhăng lắm. Còn gì nữa không? Vậy được đúng rồi anh. Thì cũng ổn. Thôi bây giờ coi mặt đàn trai đàn gái coi được. Dạ, vẫn chắc ha. Chào chị. Ý, đẹp trai nè. Cao bao nhiêu? Dạ, 1m65. Được rồi, ổn rồi. Ừ. Giới thiệu nhà đất đi. Có, em biết chị Cát Tường mà có thuê căn hộ bên em. Bậy rồi đó, tôi không có thuê gì ra chơi, tôi thuê nào. Mở cái lớp yoga. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi tưởng nói tôi thuê ở là không đúng. Rồi đã từng sửa được cái gì rồi? Sửa nhiều, có lần sửa điện thoại cho bạn gái rồi phát hiện tin nhắn thằng khác xong chia tay luôn. À trời ơi, tuyệt đối làm gì làm không có đưa máy tính điện thoại cho bạn trai sửa nghe không? Dạ, đó là rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. Trời ơi, mà em cũng khờ quá, em nói gì chi vậy? Dạ. Em nói ra bên đây nghe rồi tao đâu dám đưa đồ em sửa, sao em phát hiện ra được? Làm sao máy tính vậy? Không, bên đây chị dặn luôn rồi, máy tính cũng không đưa luôn. Phát hiện máy tính của bạn gái mình có tin gì đó, mình bị chia tay gì vậy thì nó... Mà tin gì có động trời lắm không mà chia tay người ta vậy? Trừ phát hiện phim gì thôi chứ. Mình phải hỏi người yêu mình sao này kia chứ, tự nhiên thấy tin nhắn thì chia tay. Rồi có trả cái điện thoại lại cho người ta không? Hỏi không trả lời được luôn anh. Nhưng mà có trả lại cái điện thoại cho người ta không? Trả chứ. Sửa được không? Sửa được chị. À vậy hả? Nói chung là bạn trai rất là được, cũng được. Còn có lấn cấn cái gì hay mất niềm tin gì đâu. Để anh qua anh coi. À, chào em gái. Anh này nó thật sự là anh mua bán bất động sản á, thì cũng lanh lợi lắm nha. Tiếp xúc nhiều khách hàng, những cô nữ đẹp lắm. Mấy người ta đi mua đất, người ta đi ô tô rồi tới rồi đẹp lắm, người ta xuống mua. Đôi khi phải ngọt ngào với khách hàng. Em có ghen không? Không. Không ghen? Dạ. Cũng hay nha. Tiện thể mình thử anh luôn, xem anh có động lòng không. Nếu anh động lòng thì... Còn nói chung anh đây là nhanh, lanh lẹ, thông minh, tháo vát. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Cũng đẹp. Cũng rồi. Đỡ xấu sao?
đẹp, 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 rồi. Đẹp. Được. Gì nữa? Em có đi với ai không? Dạ em đi với nguyên một đại gia đình của em luôn. Đông dữ. Anh là gì của bạn nữ? Dạ là đồng nghiệp ạ. À, Quỳnh ơi, anh này thì nãy giờ theo sự thống nhất của tất cả anh em thì... Thống nhất của 5 trăm anh em. Nhìn kỹ thì là giao diện thì cũng được. Điện nước cũng đầy đủ. Nói chung là không có hô, không có mớm. Nhưng mà về... nãy giờ thấy ảnh khi mà ảnh ngồi nói chuyện á, thấy cái tay ảnh cứ vuốt vuốt hoài à. Anh cũng nghi lắm là không biết có cái gì kín đáo bên sau, ở bên trong hay không thì không biết. Anh này thì là lanh lợi, dễ thương. Được dịp tiếp xúc với ảnh thông qua Quỳnh nhiều trong những cái lần sau thì chắc là sẽ rất là vui. Mọi người ở đây thì cũng rất là thích đi tắm biển ở Vũng Tàu. Dài hàng, bắt đầu tới giờ công ty dài. Rất là thích mua nhà giá rẻ. Còn lại thì quyền quyết định là của em. Dạ, em cảm ơn anh. Nhà trai thì sao? Có ai đi theo ủng hộ mình không nè? Trời ơi, bình tĩnh nha, kẻ tám lạng người nửa cân nha mấy bạn. À, dạ cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp. Hai người khen có người à. Em là bạn thân của anh Song. À, em cũng xin góp ý một xíu với anh bên nhà gái á, là em bảo đảm á, anh Song là chuẩn man luôn á. Tính ảnh á, thì ảnh hơi kỹ một xíu, tức là đâu phải ra đó. Với lại ảnh hơi nóng một tí. Em thấy bạn nữ ở đây á, thì ngoại hình thì thấy hai người cũng tương xứng với nhau á. À, tính tình thì thấy bạn nữ cũng điềm đạm, có thể là dớt được cái sự nóng của anh Song một xíu. Ủa mà em lấy cái cơ sở gì mà em dám đảm bảo là ảnh là mình chuẩn man? Dạ không, em chơi với ảnh cũng lâu, cũng bạn thân cũng lâu lắm rồi. À, lúc trước ảnh có quen người yêu thì em cũng biết mà. Dạ ảnh chiều chuộng bạn gái. Thôi tới đó được rồi. Cái hồi nó lộ ra nhiều thứ. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Là hai bạn. Nào, kéo màn lên. Chúc một ngày tốt lành. Chúc mọi thứ may mắn. Cảm ơn. Cái này tặng quà. Cảm ơn anh. Dạ. Em thấy anh sao? Em hỏi đi. À, đúng là đẹp trai. Cao đúng là chơi 1m6 thiệt. Dùng cái nhãn quan của mình kiểm tra cái vụ hồi nãy đồng nghiệp nhắc. À đúng rồi. Man không? Em thấy thì man mà không biết làm sao. Nếu mà lập gia đình á thì anh muốn đẻ mấy đứa con. Em đẻ mấy đứa con cho anh. Hai ơi đủ. Tại vì em thích 4 đứa lận. Không phải như thế này. Ví dụ đứa đầu em sinh 1, để sau em sinh 3 đứa lận. Tại vì em rất là thích con nít. À, anh có hay đi công tác không? Lâu lâu đi xa thôi. Ngày 2 ngày thôi à, chứ không nhiều. Yên tâm đi, không lăng nhăng rồi được rồi. Không phải lăng nhăng mà là không có ai ngủ nhà em sợ ma. Ờ vậy. Thấy cô gái đối diện thế nào? Dạ, thấy bạn cũng dễ thương, hiền. Nhưng mà... Hơi xa. Nói hai câu đầu được, câu sau thì hơi xa hoài luôn. Ồ, anh thích đi du lịch không? Có. Thích tham gia các hoạt động xã hội không? Có luôn. Dạ. À, em có đi từ thiện không? Dạ có. Dạ. Thì bữa nào cho đi chung với công ty anh? Dạ. Những gì em thích là những gì em hỏi đó. Dạ. Hay vậy. Còn thích gì nữa không? Nói chung là ham chơi, bây giờ thích đi chơi. Dạ, lỡ lấy chồng về đi chơi suốt sao? Hai vợ chồng đi luôn mà. Ờ, về được. Em cảm nhận bạn trai thế nào? Dạ, vui vẻ, nhưng mà em vẫn thắc mắc cái chỗ khó chịu á. Cũng không hẳn là khó, tại người ta không hiểu, người ta nói mình khó thôi chứ. Kỹ nữa, em thì hơi hậu đậu xíu. Hậu đậu cỡ nào? Cỡ nào hả? Ba mẹ cho căn nhà toàn là mất đồ mà. Chết rồi. Lỡ khi mà đưa tiền cho em cái mất hết luôn, chết luôn. Không, không mất hết đâu, mất ít à. Dạ. Thật á. Thật á. Em phải sửa đổi cái... Dạ đúng rồi, em đang cố gắng. Đúng rồi. Chứ lỡ khi làm về rồi có mất chồng luôn sao? Chồng lăng nhăng mới mất chứ. Phải giữ chứ. Trời ơi, có tính lăng nhăng là giữ sao được. Đồ không đi còn mất, muốn gì người. Em người em giữ kỹ mày. Thôi đi được. Em ở Buôn Mê Thuột hả? Em ở Lâm Đồng ơi. Ờ, Lâm Đồng. Dạ. Có nhớ người ta tên gì không? Em nói lại đi, em quên thì. Em tên là Như Quỳnh. Quỳnh hả? Dạ. À, nhớ rồi. Bây giờ mỗi người một câu cuối cùng. Bạn em bấm chuông đi. Không có bấm chuông, bấm nút gì đây đó. Cái câu đó chắc em không trả lời được. Dạ. Đúng rồi.
Thì em chỉ muốn nói với anh là nếu có duyên có nợ thì ắt thành đôi, còn không duyên không nợ thì mình là bạn anh nhé. Hết thời gian. Bạn gái là một cô gái rất là thông minh, rất hài hước. Bạn trai cũng vậy. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ sâu hơn nữa trên con đường tương lai của mình. Một, hai, suy nghĩ cho kỹ, quyết định. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Hết thời gian. Tại sao bạn gái lại không bấm? Em cảm thấy là chưa cảm nhận được sâu sắc lắm. Với lại cũng chưa có gì chắc chắn lắm. Dạ, nhưng anh phải nói một câu gì chắc chắn cho em thì em chờ đợi điều đó thì đúng chưa đấy. Được. Chúng ta có thể vui vẻ, hài hước, nhưng trong một lúc nào đó chúng ta cần một dấu lặng. Bởi vì đây là chuyện đại sự mà, nên mình cứ lướt qua hoặc là vui vẻ không thì chưa đủ. Hôm nay tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ qua một cơ hội thật đáng tiếc. Một cô gái cũng rất là thông minh. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình và cũng đang ngắm nhìn hai bạn. Và biết đâu đó thì các bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Gửi tặng hai bạn bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Chúc các bạn sức khỏe, thành công trong cuộc đời. Em yêu nhân viên của mình. Em thì em không có tật xấu nha. Người phụ nữ mà cảm thấy lúc nào cũng đúng á chị ạ, là em cảm thấy hơi sợ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu khán giả xôm quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi, em tên bạn là Nguyễn Thanh Tùng, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang làm quản lý của bên nhãn hàng Fisio Lux. Rồi, bạn gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Thu Hiền, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Quảng Bình. Hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên y tế. Nhân viên y tế, cụ thể là bạn làm gì bạn? Dạ, em làm ở khoa xét nghiệm anh. Xét nghiệm lấy máu rồi đó hả? Dạ. Bạn trai nói chút xíu cụ thể về cái việc của mình. Quản lý khoảng bao nhiêu nhân viên? Dạ, em hiện tại đang quản lý 60 nhân viên. 60 nhân viên? Không lẽ 60 người đó mà không tìm được người nào có thể họp với mình hay sao? Quan điểm của em nó rất rõ ràng là không bao giờ em yêu nhân viên của mình. Không lẽ trong công ty đó nhiều người khác hay là xung quanh bạn bè của nhân viên đó không ai họp với mình hay sao? Tại vì nhiều khi em đi làm nhiều á, cái mảng thời gian của em làm nó thất thường lắm. Đa số là từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối thì em đều chạy đi kiểm tra các bạn nhân viên bán hàng. Thì thành ra nhiều lúc cũng không có thời gian để hẹn hò nhiều. Vì quá nhiều thời gian kiểm tra, không có thời gian đi đến tình yêu. Đó là lý do ế. Bạn nữ thì sao? Tại sao mình lại chưa tìm được bạn trai? Chỗ em làm là nhân viên là nữ không ạ. Nhưng mà trước giờ mình trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua một mối tình ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ, hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Quan điểm em như thế nào về tình yêu mà bất đồng quan điểm? Để mình rút ra cái kinh nghiệm, mình tìm cái bạn trai kế tiếp. Em muốn gì ở người yêu của mình? Em muốn người đó là phải biết quan tâm, chia sẻ, hay là biết đối nhân xử thế. Rồi bạn nam đó phải lớn tuổi hơn em thì có thể che chở cho em được. Em muốn lớn hơn cỡ bao nhiêu? Chứ được cũng được 4 tuổi á chị. Bên đó 26 phải không em? Dạ đúng rồi. Bên này 24, hơn lớn hơn 2 thôi. 2 tuổi rồi, những được rồi. Đưa ra rất là dễ. Anh này ảnh có thể quản lý 60 nhân viên, che chở cho 60 nhân viên. Một mình em ăn thua gì? Được không em? Dạ. Rồi bạn muốn gì nữa không? Nói tiếp đi cho bạn trai bên kia nghe luôn. Em muốn là bạn nam đó là cao hơn em, trên 1m7 được. Cao gấp đôi luôn. Em cao bao nhiêu? Bên này cao lắm à. Dạ em cao 1m81 chị ơi. Mấy? 81. Ủa dữ vậy hả? Trời ơi, cao thì mới nói chiều cao đủ rồi. Mập ốm. Em thích người không có ốm lắm chị. Rồi, thường thường mấy người cao là hay ốm nhóm nhắc nè. Tại có nhiều vô chiều cao hết trơn trời. Có không bạn trai? Dạ đúng rồi chị ạ. Ủa vậy luôn hả? Nó chơi dạ. Đúng thiệt luôn vậy hả? Dạ. Tôi giống thầy bói quá. Vậy bạn trai bên đó có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào không? Mẫu bạn gái của em thì nói chung là hiền lành, biết tự lập và biết đối nhân xử thế, nói chung là lễ phép với mọi người. Và nói chung là cao 1m6 trở lên là được. Em cao nhiêu? Thì em cao 1m6 chị. 1m6? Dạ. Rồi hai người này đưa ra chuẩn sao y chang nhau vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Còn nhược điểm của em thì gặp nhiều người em hơi bị run. Như hiện giờ là đang có run đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không? Em thì em không có tật xấu. Rồi, tốt quá người, không có tật xấu gì hết trơn á. Bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 3 mối tình học sinh. 3 mối tình hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất của em là lớp 11 đến hết năm lớp 12. Khi em xuống đại học thì bắt đầu bọn em chia tay rồi.
Vậy đã lâu rồi mình nói không hả? Vâng ạ. Chào bà Mai cái đi. Em chào chị Cát Tường. Ủa này mét 81 hả? Dạ vâng chị. Có gian không? Dạ, không đó. Đâu đâu đứng, đứng lên coi thử coi. Đứng lên chứ không nhìn được em đâu. Ủa đứng lên chị không nhìn được em đâu. Đúng rồi. Được không chị? Cũng được. Vâng cũng được thôi. Đúng rồi. Nên là vẫn còn ế chị. Không có ba lúc đồng tiền duyên mà rồi ngồi xuống đi cơ. Mình có không thích cái gì ở người phụ nữ không? À, nói chung là người phụ nữ mà cảm thấy lúc nào cũng đúng á chị ạ. Là em cảm thấy hơi sợ đấy. Là cái gì cũng cảm thấy quyết định một mình ấy. Cái gì cũng đúng hết trơn á. Cái gì bà cũng nói đúng hết trơn, phải sợ chứ. Mà nếu người phụ nữ cái gì cũng sai hết thì sao? Còn sợ hơn. Cái này còn sợ hơn nữa chị. Rồi bây giờ mình có đặt ra cái tiêu chí khi nào mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì có thể là năm sau, còn nếu mà bạn nữ muốn nhanh hơn thì cũng có thể luôn. Dễ quá vậy? Vâng ạ. Ế quá hả? Ế quá rồi, giờ muốn nhanh rồi. Gia đình ủng hộ không? Dạ có. Bố mẹ em cứ giục em cưới suốt mà giờ em chưa kiếm được người nào để cưới hết chị. Rồi có chuẩn bị gì để cưới chưa? Dạ có, chuẩn bị hết rồi chị ơi. Hả? 50 mâm rồi chị ạ. 50 mâm? Vâng. Ôi ghê á. Chị làm em ngại quá chị ơi. Được, cũng có duyên. Có má lúng đồng tiền, mấy người có má lúng đồng tiền là đẹp rồi. Đúng quá. Ủa tôi nói đúng mà. Chào em. Mấy người có lúng đồng tiền là đẹp, nhưng người nào có hai lúng đồng tiền xem lại. Rồi bây giờ thí dụ bên kia ảnh đồng ý hết, em cũng ok hết mọi thứ thì khoảng bao lâu chúng ta tiến tới hôn nhân được? Thì em nghĩ là khoảng một năm, hai năm. Anh nãy nói là ba mẹ hối lắm rồi đó. 6 tháng sau đến năm sau được không? Dạ nếu mà tụi em có thể tìm hiểu được, có thể tiến tới được thì... Thì được ha. Dạ. Cảm ơn em. Được rồi đó, nãy giờ anh... thấy bên kia cũng dễ thương lắm. Có cái đồng điếu lùng tiền chứ không phải hai cái đồng tiền như ai kia. Đó. Bây giờ mình có đi với người thân không em? Dạ có, em đi với chị với hai chị đồng nghiệp và bạn thân ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn trai, chào quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiên ạ. Nãy em gái nói em gái không có khuyết điểm gì hết trơn á, chị thấy như sao? Chắc là không có. Trời ơi, xuất sắc quá hai chị em, xuất sắc ghê. Rồi vậy nãy giờ em nhìn thấy anh bên kia là em nhận xét ảnh như thế nào? Thấy có hợp nhãn với em gái mình không? Duyệt chưa? Dạ chị thì chị duyệt. Tại em thấy anh này ngoại hình cũng được, cách nói chuyện cũng được. Chị duyệt là được rồi, cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Dạ em đi với sếp với hai người của em. Rồi hỏi ý kiến sếp trước đi. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và bạn Hiền. Mình mới làm việc với Tùng cũng được 2 năm nay rồi. Yeah. Còn bạn Hiền nói năng thì nhỏ nhẹ, rất là xinh đẹp. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Còn việc mà quyết định hay không á, tí nữa là Tùng sẽ quyết định. Dạ, xin hết. Rồi, ngắn gọn, là được hết á. Nói chung là hợp. Bây giờ hai bạn coi có hợp hay không thôi. Người thân này hợp hết rồi đó. Kéo màn lên đi. Rồi, các bạn gặp nhau đi. Em sinh hơn anh ý. Dạ cảm ơn anh ạ. Hiện tại đang ở Bình Dương à? Em đang ở huyện Thuận An ạ. Vậy là gần anh rồi đó. Gần anh ạ. Anh ở ngay quận 12, chạy xuống đó chắc cũng 15 phút à. Bạn trai ưng lắm không? Bây giờ bạn gái đòi tới 2 năm nữa mới chịu đám cưới. Vậy mình thuyết phục cưới, ví dụ cưới sớm hơn chút được không? Một năm bạn gái chịu không? Để 50 bàn kia để hoài đồ ăn nó thiêu à. Thế giả sử như bây giờ mình quen nhau rồi, mình hơn năm cưới được không? Nếu mà mình quen nhau mà có thể tìm hiểu nhau được á, tính tình của anh với em có thể hợp nhau á thì mình có thể cưới nhanh để rút gọn, mình đỡ tốn thời gian tìm hiểu, dành thời gian nó yêu thương luôn cho nó xây dựng gia đình, mau làm giàu. Rồi, ổn định mau làm giàu đúng rồi. Bây giờ mình tính có cái lịch có thể em bạn trai hỏi có thể mình về quê thăm quê bạn gái được hay không? Hỏi đi. Thế khi nào có thể ra mắt được hai bên gia đình nhỉ? Gấp lắm rồi, muốn lắm rồi. Thì em nghĩ là khi nào mình có thể tìm hiểu với nhau. Anh thì lúc nào cũng sẵn lòng hết á. Anh chỉ điện thoại mẹ ơi con có người yêu rồi là mày dẫn về ngay đi ra mắt là cưới liền. Hết thời gian luôn. Bây giờ sẵn có chị gái ngồi đây, bạn hãy nói gì để cho chị gái tin vào tình yêu của bạn đối với em gái của chị ấy? Em hy vọng là chị sẽ giúp em để cho bạn Hiền xét ấy, về với gia đình của em. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ,
quyết định tương lai hạnh phúc của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Em bấm rồi mà nó không lên. Em bấm rồi mà nó không lên. Bấm đi em. Nó lên chậm. Hai bạn rất dễ thương, hình như là hai gương mặt giống nhau. Xứng đôi ghê luôn nè. Vợ chồng đẻ con cao lắm nè. Nắm tay nhau đi. Đây là duyên phận đó, hai bạn nắm tay với bạn. Để về tay xuống đây anh nắm cho. Trời ơi, đưa tay anh nắm cho. Cái này đưa đi anh hùng cho. Có gương mặt phu thê thì phải. Đeo đưa cái má đi anh hùng cho. Cái này nó lại lắm, không hôn đâu. Chẳng ngại lắm. Ông đó là quy định bắt buộc. Bắt đầu. Thôi để em hôn hôn chán em đi. Thôi hôn chán là luôn ở bên em đấy. Cao quá ha. Đây, chúc mừng các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Đây là chuyến vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Và đây là một thẻ DCB, thẻ thanh toán quốc tế trị giá 1 triệu đồng đến từ Nhật Bản. Các bạn vừa xem phim có thể vừa mua sắm để tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Tặng hai cái nhưng về mình lấy cái mình bao mình ngủ thôi, còn cái kia tặng lại cho chị hai gì đó, với hai người nằm hai cái là không được. Chắc là vậy rồi. Được chưa? Được rồi. Hai người chung cái thôi nha. Thôi hy vọng hai bạn sớm báo tin mừng cho vợ cho chúng tôi nha. Tin hết tin báo cho vợ chồng tôi. Thích một người con gái anh hay nói đùa với anh em công nhân á. Thích một người con gái múp như xe cúp. Thích một người con gái múp như xe cúp. Thì hôm nay như vậy là quá ok với anh. Trong tình yêu á thì luôn luôn phải có ghen. Ghen thì mới yêu được, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ. Đối với anh là như vậy. Trong công việc em cũng phải có bạn bè của em đấy chứ. Thì anh luôn luôn tôn trọng cái điều đấy. Nghĩa là không đi quá giới hạn. Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về bản thân xíu đi cưng. Dạ, xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Bông và bạn nam bên kia. Con tên là Phạm Thị Thanh Hiền. Năm nay con 23 tuổi và hiện tại con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu logistics ạ. Ở quận mấy? Dạ, hiện tại con đang ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn, rồi. Dạ. Hiền là quê ở đâu? Dạ, quê con sinh ra ở Bình Dương ạ. Mời bạn trai. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hình Vân. Em tên là Trình Đình Cường, em sinh năm 1995, năm nay 26 tuổi, làm kỹ sư điện lạnh cho công ty Nhật ở quận 1. Công ty chuyên thi công các nhà xưởng của Nhật, làm việc tại ba tỉnh Bình Dương, Sài Gòn và Đồng Nai. Em quê ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương. Nói về ưu khuyết điểm của mình đi Hiền. Dạ, về ưu điểm của con là con rất là hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát trong mọi công việc. Con luôn cố gắng giúp cho mọi người xung quanh vui vẻ, giúp mọi người cười thật nhiều, tại vì con muốn lan tỏa năng lượng là cái sự tích cực. Dạ, đối với mọi người ha. Dạ. Con có yếu điểm gì không? Dạ, yếu điểm của con là con rất là đản trí hay quên. Gần nhất của con là con quên điện thoại ở công ty và con không hề nhớ, con phải nhờ một chị trong công ty gần đó mang. Con không có nhớ là con quên ở công ty luôn. Dạ đúng rồi, con rất là hay nói nhanh, con sợ người ta không bắt kịp được cái nhịp nói của con. Rồi mời bạn nam. Trước tiên em xin nói về ưu điểm của em. Em không hút thuốc, cũng không chơi game gì luôn. Nếu mà trong cái lúc mà công việc bị stress nhiều quá hoặc là một áp lực nào đó thì em chỉ thích chơi trò chiếm hoa quả hoặc là bắn gà thôi. Cũng có nhậu nhẹt nhưng mà chỉ nằm trong mức là chỉ giao lưu với bạn bè và đồng nghiệp công ty. Em biết nấu ăn, biết quan tâm, chia sẻ và lắng nghe người khác. Bên cạnh đấy thì cũng biết chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông thì chơi cũng khá rất là ok. Ngoài ra thì biết đá bóng. Có tật xấu gì không? Thì em hơi nóng tính. Mình có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất là 2 năm ạ. Tại sao chia tay? Cái mối tình đầu tiên là lúc học cấp 3. Lúc đấy là đang lớp 12. Em thi đậu đại học.
Còn bạn nữ thì đi Bắc Ninh làm. Sau đấy thì bạn cưới chồng, bây giờ cũng hay quên rồi. Rồi. Còn mối tình thứ hai là lúc em đang học sinh viên năm 3, quen cô ấy người Khánh Hòa, dù cái địa lý xa quá đúng không? Vâng, xa quá nên gia đình em cũng cố gắng ở lại học thạc sĩ ở lại trường Nha Trang dạy, nhưng mà do cô ấy đi thực tập rồi một số vấn đề khác thì quên người khác. Rồi, mời nhà gái. Con có mấy mối tình rồi? Nếu như mà tính đơn phương là một mối tình thì con có hiện có hai ạ. Mối tình đầu tiên của con là vào cấp 3 là con chỉ đơn phương người ta nhưng mà tận 2 năm rưỡi luôn. Trời ơi, đơn phương 2 năm rưỡi luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai của con thì nó rất ngắn ngủi. Rồi con tìm hiểu thì 1 năm nhưng mà khi tiến vào mối quan hệ tìm hiểu sâu hơn thì là tụi con chỉ quen nhau được tầm 4 đến 5 tháng thôi. Là dạ. Chia tay luôn. Thấy không hợp phải không? Dạ không hợp. Thôi giờ mình bỏ qua mấy mối tình cũ đi ha, giờ làm mối tình mới. Rồi chào con gái. Dạ con chào chú. Tình nữa ha. Giờ con còn trẻ, mới 23 tuổi thôi. Dạ. Mình định chừng nào sẽ kết hôn nè? Do là con muốn tập trung cho sự nghiệp và con cũng muốn ở lại người bên kia là vững vàng về sự nghiệp. Cho nên là con muốn tìm hiểu thật kỹ nữa. Cho nên tầm 2 đến 3 năm. 2 đến 3 năm. Con muốn một mẫu hình lý tưởng về một người chồng tương lai phải như thế nào? Con nói về bạn trai lý tưởng của con trước. Con rất là mê anh Đoàn Văn Hậu, cầu thủ bóng đá của Việt Nam mình. Đây, đá bóng cũng hay lắm. Ảnh cao, thân hình rất là vừa vặn. Con hy vọng là bạn trai của con làm có chí cầu tiến trong công việc. Đó là một điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là anh nó hiền, không hút thuốc rượu. Thì cũng nãy con có nghe anh bên kia nói là anh cũng có uống nhưng mà trong mức cho phép thì cũng được. Cờ bạc thì không cờ bạc luôn. Mình đây chỉ chơi game cá, bắn cá này kìa. chém trái cây này kìa ha. Dạ. Dễ thương lắm. Còn người chồng lý tưởng thì hiện tại là con thấy là có như là ông Cao Thắng chẳng hạn. Là một người chồng rất rất là lý tưởng cho tất cả các chị em phụ nữ. Tại vì yêu thương vợ và lúc nào cũng bên cạnh vợ khi vợ cần hết trơn. Rồi. Để coi mình có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của nhà gái. Em cảm thấy là em đạt đến 80-90%. 80-90 rồi. Ha, rồi quá xém đấy. Nhà trai tao cũng anh hay lắm mà, đừng giỡn nha. Con muốn nhà trai là cao 1m bao nhiêu? Dạ trên 1m7 ạ. Trên 1m7 đúng không? Dạ con muốn cải thiện chiều cao cho con cái con sau này. Con cao mà, con cao 1m bao nhiêu? Con cao tầm 1m6. Con 1m6 đúng không? Dạ. Chào cưng. Con chào con chị em anh. Thế cưng cao bao nhiêu nào? Dạ em cao 1m65 ạ. 1m65. Dạ. Bên đây 1m6 thôi cũng được, 1m65 cũng được đi. Dạ cũng được. Dạ em mong muốn cái người bạn gái hay sao nè? Em luôn luôn đơn giản và muốn bạn gái của mình là đơn giản, biết quan tâm chia sẻ và lắng nghe em. Thế như mình có thể là làm một cái người chồng giống như ông Cao Thắng được không? Em thì sống rất là tình cảm và nhẹ nhàng, cũng ga lăng. Vì em là trai kỹ thuật mà, bao nhiêu người nói là trai kỹ thuật là khô khan. Và em rất là nhẹ nhàng và tình cảm, luôn luôn hướng về gia đình. Ai cũng vậy, cũng mong đến một cái hạnh phúc của vợ, của con để xây đắp cho gia đình hết. Hình tượng của bạn nữ ông Cao Thắng này em có thể thực hiện được, có thể nuôi ở trên đây, nhưng mà cái lúc mà hành động thì chắc chắn là có thể vượt hơn được. Ví dụ 80% thì có thể em làm được khoảng 90%. Sao? Tự tin chưa? Thấy chưa? Rồi còn bây giờ cái tiêu chuẩn của người yêu của người bạn trai là giống như là cầu thủ Đoàn Văn Hậu thì em thấy em được bao nhiêu phần trăm? Em cũng rất là thích xem đá bóng từ đội Việt Nam đá cho đến Euro bây giờ. So với Đoàn Văn Hậu á thì em cũng đá bóng cũng rất là nhiều, nhưng mà không thể nào mà bằng những cầu thủ quốc gia được, vì mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau. Ví dụ làm cho cuộc sống này mát hơn thì tìm đến kỹ sư Điện Lạnh Cường, còn đi đá bóng hay thì lại tìm đến Đoàn Văn Hậu. Dạ. Em tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Qua cái giọng nói của bạn nữ bên đây thì em tưởng tượng bạn nữ này rất là dễ thương và cũng rất là xinh xắn. Cái rào mà mở ra là em phải nói liền xem là có giống như cái sự tưởng tượng của em hay không nha. Dạ nha. Rồi mở rào. Anh trời ạ. Dạ, nay đến chương trình có tặng em một bó hoa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi anh cảm ơn. Quay cái mặt hoa ra ngoài cho đẹp kìa. Trời ơi. Cái cuốn sách quay gì vậy? Dạ, con nói cho đẹp chưa? Anh nghe. Dạ. Dạ, trong một phút rất là nhanh. Con hy vọng là sau này con chắc chắn anh sẽ cần tới là cuốn sách 100 cách dạy con cho những ông bố và bà mẹ bận rộn. Và con tin chắc là sau này anh sẽ rất là cần thiết đến nó để mà nuôi dạy con của mình. Ở đây đi, ngồi nói chuyện đi. Dạ, em chào anh. Anh chào em. Hôm nay anh rất là vui mừng khi được lên chương trình này. Anh cũng chờ đợi rất là lâu rồi. Mỗi đợt Tết về anh cũng áp lực lắm. Về là khi nào cưới vợ và gia đình các cậu mở thương như vậy. Với cái tuổi như anh thì 26-27 ạ. Thì anh đủ trưởng thành và công việc của anh hiện tại cũng rất là ổn định, nên là anh cũng muốn là xây dựng một cái hạnh phúc ai cũng vậy hết. Với cái tưởng tượng của anh thấy em rất là tuyệt vời. Anh cũng thích một người con gái, anh hay nói đùa với anh em công nhân á,
thích một người con gái múp như xe cúp, thích một người con gái múp như xe cúp. Thì hôm nay như vậy là quá ok với anh. Em nói là em đang đi học hay là đang đi làm em nha? Dạ hiện tại em đang đi làm. À, thế là em làm chỗ nào ở Bình Dương em? À dạ không, Bình Dương là em sinh ở đó đó thôi. Còn hiện tại là em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Gia đình em cũng ở đây luôn. Ở Hóc Môn đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi. Hiện tại thì anh đang ở trọ ở Bình Dương. Và Hóc Môn với Bình Dương không phải là khoảng cách. Khi mà mình đã quen nhau rồi thì sẽ luôn luôn sắp xếp công việc để dành thời gian cho nhau được. Anh thấy Bình Dương, Đồng Nai với Sài Gòn là nơi thích hợp nhất để anh phát triển sự nghiệp. Và anh muốn lập nghiệp ở đây. Trước giờ anh cũng muốn là mở công ty rồi. Mở công ty bán về đồ tư, vật tư điện lạnh em. Đấy. Bây giờ cảm nhận người đối diện với em thế nào? Dạ em thấy anh khá là thẳng thắn ạ. Nói về sơ về phía bên em ạ. Do là em cũng khá là còn trẻ nhưng mà em không biết là anh muốn khoảng bao lâu nữa anh cưới vợ ạ? Cái khoảng mà cưới vợ á, anh rất là nghiêm túc cho mọi vấn đề. Thì chuyện tình cảm vậy, mình phải nghiêm túc và chân thành. Khi hai bên chân thành không lừa dối nhau gì nữa thì mình sẽ đến kết hôn. Anh vẫn sẽ chờ em được. Em bảo 2-3 năm em mới kết hôn thì mình sẽ tìm hiểu 2-3 năm. Người con gái mà luôn luôn cảm giác khi nào an toàn và thấy hạnh phúc thì lúc đây anh xin được cưới em để em về làm một người vợ anh và người mẹ của con anh. À, hiểu không? Dạ. Áp đảo liền đó bạn trai, áp đảo liền luôn. Ừ. Dạ, cho em hỏi là anh nghĩ sao về một người phụ nữ độc lập ạ? Độc lập hẳn về tài chính và cả về trong cách sống và suy nghĩ luôn ạ? Thế thì quá tuyệt vời em ạ. Từ nhỏ đến giờ anh cũng rất là độc lập vì gia đình anh làm nông mà, gia đình nông thôn á, nên là anh khi anh bước ra là bước ra đời anh cũng rất là độc lập về tất cả. Nếu mà em là một người độc lập như vậy thì quá tốt với anh rồi. Cho em hỏi là gia đình anh có kiên kỵ về con gái tuổi Dần không ạ? Tại vì anh tuổi Dần đa số người ta thường nói là con gái tuổi Dần hơi bị cao số á. Đối với anh á và gia đình á, khi anh đã chọn người con gái anh thương thì bố mẹ sẽ đồng ý vì người vợ đấy sẽ đi với mình suốt cuộc đời còn lại. Bố mẹ chỉ tạo điều kiện hết sức cho mình thôi, còn lại là người bạn đời của mình ở đây lại quãng đường còn lại, nên bố mẹ anh không có kiêng về cái vấn đề đấy. Chủ yếu là hai đứa trong quá trình tìm hiểu là tìm hiểu kỹ về nhau, không quan trọng về tuổi tác các bạn, quan trọng là mình có hợp hay không. Mà muốn hợp thì phải cố gắng từ anh và em, chứ đừng có bảo tán gái mới gặp mà bảo anh hợp với em là sai. Không có ai sinh ra trên đời này hợp nhau hết. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em khá là thoải mái, cho nên là miễn sao người đó thành thật chân thành với em là được. Em cũng không có ngại kiểu người đó ở xa hay ở gần, mà miễn sao người đó thông cảm và thấu hiểu cho em là được. Và cho em hỏi luôn, anh có hay ghen không anh? Em ví dụ như em đi lâu quá xong rồi anh nghĩ là em sẽ đang đi với một người chàng trai nào đó, hoặc là em đang đi với một người bạn, nhưng mà thực tế là em vẫn có kể cho anh về trước đó rồi. Anh suy diễn á, suy diễn á. Dạ đúng rồi, suy tự bản thân mình suy diễn quá nhiều á, xong rồi diễn ra là việc ghen tuông á. Trong tình yêu á thì luôn luôn phải có ghen, ghen thì mới yêu được, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ. Đối với anh là như vậy. Trong công việc em cũng phải có bạn bè của em đấy chứ, thì anh luôn luôn tôn trọng cái điều đấy. Nghĩa là không đi quá giới hạn. Ví dụ em đi chơi với một bạn trai nào đấy ở một cái khoảng riêng tư của hai người thì chắc chắn là điều đó anh phải ghen rồi. Cho anh hỏi luôn là cái tính chất công việc của anh á thì nó luôn có tiến độ, nhiều lúc á cũng có thời gian tăng ca, ví dụ 8-9 giờ anh ấy về được, thì anh cũng mong rằng là thời gian mà tiến độ nó gấp á, người Nhật người ta rất là uy tín, thời gian đó là phải bàn giao. Ví dụ tăng ca một tuần tiết ca liên tục vậy á, 8-9 giờ anh ấy về cũng luôn sẽ dành thời gian cho em. Cái câu mà suy nghĩ của anh là gặp nhau ít cũng được, miễn đừng có người thứ ba là được. Nên là em nếu mà thương yêu anh á thì hãy hiểu cho tính chất công việc của anh, và anh luôn luôn muốn là dành thời gian một cho vợ của người yêu mình. Em nói luôn là sau này do là em là con út, mấy chị em đa số là cưới chồng, em có hai chị và một anh, nhưng mà cưới chồng kiểu như cũng ở trong khu vực miền Nam thôi. Do là bố mẹ em cũng thích sự ấm áp á của con cái, đặc biệt con dâu con rể. Em luôn hy vọng là nếu như mà có thể thì em và người chồng tương lai của mình có thể gọi là về ở chung với bố mẹ em. Ở rể đó. Dạ. Là ở rể hay không? Dạ. Thì anh cũng không ngại về cái vấn đề ở dễ hay không ở dễ, nhưng mà khi mà chúng ta đến được với nhau á, đầu tiên thì chưa có thì chúng ta có thể ở trọ, xong chúng ta sẽ phấn đấu lên mua nhà đấy, rồi để thuận tiện cho cả hai đi làm. Em có ngại về vấn đề làm dâu không? Dạ không ngại về vấn đề làm dâu ạ. Anh cũng không phân biệt là nội hay ngoại gì đấy, cứ nói bảo con trai miền Bắc là gia trưởng, anh không hề. Mình phải sống theo hiện đại. Bạn này á, là bạn ấy không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà bạn muốn em ở rể đó. Giờ nói thẳng là vậy luôn đó. Tại vì nhà chỉ có mình bạn này thôi, thành ra bạn muốn em ở rể. Cái ý của bạn là như vậy á. Nếu mà không ở rể thì chúng mình cũng ở lại Sài Gòn, cũng ở cạnh gần với bố mẹ là cũng được đúng không? Ừ, dạ được. Đấy. Thích con trai, thích con gái đầu lòng. Mấy đứa đấy. Em cho anh nói trước ạ. Anh à, con trai con gái đầu lòng cũng được. Anh nghĩ là nên sinh hai đứa, hai gái cũng được, hai trai cũng được, hoặc một trai một gái cũng được. Còn đối với em thì như thế nào? Đối với em thì em cũng chỉ cần dù gái hai trai chỉ hai là đủ. Dù con đầu là con gái hay con trai, em đều đón chờ. Tại vì thực ra đó là dù là con gì cũng là con của mình. Nhưng mà em cũng vẫn hy vọng nhiều hơn một tí về con gái. Tại vì em thích
làm điệu cho đứa con gái đó, đứa con gái của mình, hoặc là khi mà con mình lớn lên sẽ chăm sóc cho đứa em trai hoặc là đứa em gái sau này của mình. Đúng không? Vì vậy mời em về đội của anh là hợp lý luôn đấy. Anh rất là thích chị cuôn luôn. Đi làm về sau một ngày mà cố vợ rồi cố cuôn ở nhà là một cái động lực lớn để mình cố gắng hơn nữa. Nhiều lúc mệt mỏi lắm cũng một mình cố vợ cố cuôn đi thì mình có động lực hơn em ạ. Rồi bây giờ trước khi bấm nút chúng người ta thân đi. Ta nghe ý kiến người thân. Chào anh Hiền Linh ạ. Và chào chị Hồng Vân ạ. Tôi là mẹ của cháu Cường ạ. Và bố của cháu Cường ạ. Thì cháu Cường có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vì dịch bệnh cho nên bố mẹ không vào được ạ. Thì tôi nhờ chương trình giúp đỡ cho cháu ạ. Cháu lên đây cũng là gặp được một cái duyên ạ. Thì cháu Cường cũng là một người buôn quen hiền, hữu hảo. Và biết nghe lời, biết lắng nghe ạ. Cháu cũng đã học đại học, cháu ra trường, chờ công việc của cháu ổn định. Bố mẹ cũng mong ước là con lấy vợ để bố mẹ còn khỏe, để bố mẹ đỡ làm cho con. Bố mẹ cũng mong ước là tìm một cô con dâu nguyên hiền và biết từng đối ngộ đối huệ lên chương trình thì cháu gặp được một cái duyên. Thì để cho các cháu tìm hiểu và tiến tới xa hơn ạ. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào hai em xin duyên dáng dễ thương. Tôi là mẹ của cháu Hiền. Về cháu Hiền thì cháu rất là ngoan ngoãn, thật thà và vui vẻ. Nhưng đôi khi cháu cũng rất hay vụng về và hay quên. Rất mong con gái tôi gặp được một người bạn trai tốt, lo và thương yêu con gái tôi. Mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Nếu thật sự trái tim mình rung động, mình cho ngay cơ hội ở nút bấm đó. Nếu không thấy cảm giác rung động, không phải là người của mình, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tất cả đều bấm. Chúc mừng các bạn. Bây giờ các bạn có thể nắm tay để chính thức hẹn hò với nhau. Bạn trai cảm giác thế nào? Ôi, cực kỳ ấm áp luôn. Đúng rồi, một nữ còn lại của em luôn đấy. Và bạn gái? Dạ, anh rung quá, anh lạnh nhất. Anh gặp anh ngắt rồi. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu. Kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. WeWellCool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình cảm ơn chương trình ạ. Chúc mừng hai đứa nha. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ có bấm nút hay không quý vị nha. Xin mời. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Có lẽ cái điểm lớn nhất của em là hơi lazy, có nghĩa là biến dọn dẹp nó hơi bầy bộn cho anh. Dạ. Sửa điện thoại đôi khi liền tùm lum la. Đúng rồi, nhiều khi các bạn em nhìn không ra các bạn luôn. Bạn sửa nhìn không ra. Từ tình duyên bạn nam thế nào? Dạ, nói chung thì cũng nhiều trắc trở anh. Trắc trở. Nói chung mà nếu mở một mối tình là một vết sẹo thì chắc người em Linh đầy sẹo quá. Trời đất ơi. Trời em dễ sợ vậy luôn. Xuống thanh nhiệt Lip Cool giúp cho người nấu trong nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém. Như cầm thì uống liền Lip Cool. Mời bạn nam. Mời em. À, chào em. Xin mời bạn nữ. Rồi, để đây em. Bây giờ thì mời mình giới thiệu cho bạn gái kia nghe luôn nha. Mình là Nguyễn Hoàng Vũ, đến từ Long An. Long An. Hiện tại thì mình
Đang làm nghề sửa và bán điện thoại di động. Mình nay 40 tuổi. Tên là gì? Dạ Nguyễn Hoàng Vũ ạ. Nguyễn dạ. Hoàng Vũ nha, 40 tuổi. Dạ. Sửa điện thoại di động ở Long An, mà ở huyện nào Vũ? Dạ em ở Đức Hòa, Đức Huệ anh. Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ. Mời nhà gái. Mình giới thiệu một chút về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh chào và em. Bạn trai bên cạnh. Em tên là Trương Thị Kim Hằng. Năm nay em 40 tuổi. Hiện em đang ở quận 7 và làm việc ở khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè. Công việc của em là kế toán. Kế toán? Dạ. Bằng tuổi bạn này là kế toán nha. Người đây bán điện thoại di động, có đó thu tiền. Là hợp lý luôn. Vũ, ưu điểm, khuyết điểm của Vũ như thế nào? Dạ, em thì có lẽ khuyết điểm lớn nhất của em là hơi lazy, có nghĩa là làm biến dọn dẹp nó hơi bầy bộn cho anh. Dạ. Sửa điện thoại đôi khi liền tùm lum la. Đúng rồi, nhiều khi các bạn em nhìn không ra cái bàn luôn. Bàn sửa nhìn không ra. Còn về ưu điểm thì nói chung em cũng làm được nhiều thứ, có thể là trong lĩnh vực về thể thao thì em chơi được nhiều loại môn thể thao, quay lội, võ thuật này kia. Còn lĩnh vực ăn uống thì em vẫn nấu được nhiều món ăn và thích nấu những món lạ. Còn thí dụ như nghề nghiệp thì em cũng tóc thì đen em tự cắt. Giờ là cái kiểu tóc gió thổi bay. Là coi như là em cũng thích trải nghiệm những cái hết, nhưng mà cái nghề chính của em là nghề điện thoại di động. Là em cũng từng nhận 4 đệ tử rồi cũng ra nghề rồi. Để bên bạn nữ nói về cái ưu khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em thì em nhận thấy là mình hiền, cũng vui vẻ, hòa đồng. Có nhiều sở đoản giống bạn nam không? Dạ không, em thì thích sạch sẽ hơn. Tính thì cẩn thận, tỉ mỉ. Có nghĩa là bạn bên kia vẫn bừa bộn, mình bên đây mình dọn. Ừ thôi kệ đó. Nhưng mà dọn hoài là cũng mệt đó chị. Không, thực ra bên đây rất là tỉ mỉ nha. Dạ. Làm sửa điện thoại di động mà tỉ mỉ từng con ốc nhỏ nhỏ, từng con chip. Dạ. Bé tí luôn, rất là tỉ mỉ luôn vấn đề. Nhưng mà thường các kỹ sư làm kỹ thuật này kia đó, họ bày tùm lum ở trên, họ không muốn dọn. Mình làm cái đầu óc mình đó, mình chỉ tập trung vào công việc á, cho nên nó hơi bề bộn. Đúng rồi, hơi bề bộn thôi chứ có gì đâu. Phải cần khéo tay dữ lắm. Nhưng mà làm xong mình có dọn dẹp không anh? Dọn cũng có dọn, nhưng mà nói chung nhiều ngày đó lại cái nó dọn đóng, cái là mình lâu lâu mình phải dọn lần. Lâu lâu. Khoảng chừng cũng không có cố định thời gian nữa, mình cảm thấy nó hơi bề bộn là mình dọn. Dạ, tháng dọn lần. Chị hỏi em nè, em nấu ăn ngon không? Dạ, cái đó là khuyết điểm của em. Em không biết nấu ăn à. Em không biết nấu ăn đúng không? Vậy mua quay người ta nấu ngon. Dạ. Bên đó người ta nấu ngon thì để người ta nấu, còn bên đây bên đó người ta bừa bộn để bên đây dọn. Bên đây nấu bên kia dọn. Ừ, vậy đi. Bên đây ăn bên kia rửa. Dạ. Dạ luôn đó chị. Rồi tình duyên em sao nè? Dạ, tình duyên thì em cũng lận đận ạ. Trước thì mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi. Cách đây cũng lâu rồi, thời điểm đó chắc khoảng tầm 20 hơn. Ừ, 20 tuổi hơn á. Đến nay thì chưa có mối tình chính thức nào nữa. Chưa có mối tình chính thức, tìm hiểu sơ sơ rồi thôi ha. Dạ. Đường tình duyên bằng nam thế nào? Dạ, nói chung thì cũng nhiều trắc trở anh. Trắc trở. Nói chung mà nếu mở một mối tình là một vết sẹo thì chắc người em lưng đầy sẹo quá. Trời đất ơi. Trời, em dễ sợ vậy luôn. Thì để chị coi cái em dễ sợ quá. Trời ơi. Dạ chào, ái mộ chị quá, thôi lại trên phát tay nha chị. Dạ. Không dám giờ mình gái chị để nó bị. Trời ơi. Bên đây người ta chỉ có một mối tình duy nhất mà cách đây cũng nhưng lâu lắm rồi. Bị nói chung là cuộc sống cái duyên số đu đẩy là em cũng hay bị người ta bỏ không mà chị, chứ không phải là em ấy. Có mấy mối tình mà có thể sâu sắc nè. Dạ thì hồi năm em học sinh viên á, là em có quen với một cô gái, cô đó quận 6 luôn. Hồi đó cô đó thương em nhiều lắm. Nói chung là mối tình cũng trải qua khoảng 2-3 năm. Trong cái sự mà thương lo đó thì từ từ cô ấy trở nên muốn chiếm hữu, rồi lại giống như hung dữ, rồi ghen tuông dữ lắm. Thì nói chung mình cũng có tạc, phải có lửa mới có khói, mình công nhận. Rồi số cô em chịu không nổi, rồi em chia tay. Thì em quen thấy người thứ hai, thì người thứ hai tới bắt đầu em ghen lại người thứ hai. Thì em cũng la hoài, nó hoài không được, rồi em phải chia tay. Thì mối tình thứ ba quan trọng nhất là mối tình với lại người vợ của em sau này. Vợ em thì nhỏ hơn em 10 tuổi, có 2 con. Nhưng mà nói chung là em cũng cố gắng giữ gìn cái gia đình 10 năm rồi. Nhưng mà khi mình cuộc sống mà ta nói yêu nhiều khổ, mà khi mình càng cố gắng giữ gia đình thì bên phía kia lại nghĩ là coi như là mình không thể bỏ buông tay được. Rồi em phải chịu đựng nhiều năm, nhiều tháng. Cho nên nói chung nỗi đau em giờ nó sâu dữ lắm. Bây giờ hai người con nó ở với ai? Hai đứa con ở với bên ngoại. Con em lớn chưa? Con em đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi anh. Trai gái đủ hả? Hai đứa gái anh. Hai đứa gái luôn. Nhưng mà giờ em nhớ từ nhỏ cái em đau, cho nên em bắt buộc em phải bỏ buông hết. Mà thì em buông làm buông được. Nhưng mà hai người có làm giấy tờ ra ly dị này kia xong hết lâu rồi? Ly dị xong hết dạ, rồi. Dạ đúng rồi, ly dị xong hết. Bây giờ em buông luôn để em làm gia đình mới, để em tập trung. Để em tập trung công sức, tập trung tâm hồn, tinh thần để em lo cho gia đình mới. Bạn gái cảm nhận thế nào về câu chuyện ở bên đây nè?
Em nói cái cảm nhận của em đi. Em thấy qua cái cách anh nói chuyện á, thì anh cũng còn thương á. Chứ không phải là anh đang bị thương hai đứa nhỏ thôi. Yeah. Thì giờ khi anh bước lên chương trình này thì anh cũng nói như vậy để cho em hiểu là anh buông hết rồi. Yeah. Bây giờ em gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thì muốn tìm một bạn nói chung là phải chín chắn trong suy nghĩ. Lập trường cũng phải vững nhưng mà không gia trưởng. Nói chung nếu anh ấy biết nấu ăn á, thì cái đó thì là một điểm cộng rồi. Tại vì em không biết nấu. Em có cái đòi hỏi gì về ngoại hình không? Ngoại hình thì em là khá nhỏ con rồi thì em nghĩ chắc mấy bạn trai cũng phải cao hơn em. Dạ. Cao hơn em chắc rồi, yên tâm. Rồi, còn em trai? Dạ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Nói chung thì cũng vừa người, đừng mập quá. Chỉ ốm xíu thì em nuôi mập cũng được, tại vì em cũng biết nấu nhiều món Tây của ta lắm. Cao thì khoảng chừng 1m50-1m55 trở lên cũng được. Nói chung em cũng dễ tính. Với phụ nữ mình đừng nên dùng chữ mập ha. Được anh ha. Chữ mướp miếp dễ thương thôi á. Ổn mỉm là chữ mỉm. Chữ mập nó đụng chạm hơi nhiều. Em xin lỗi, xin lỗi. Em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích gia trưởng. Em không thích hút thuốc. Nói chung nếu được thì anh kỹ, sạch sẽ một chút. Tại vì em quen với cái việc ngăn nắp rồi. Nhìn thì sạch sẽ. Nhưng khi làm việc thì nó cũng hơi dạ, trong làm việc xong, dạ, trong công việc thì nhiều khi mình có dầu nhớt máy móc đồ thì cái đó thì chấp nhận thôi ạ. Rồi, đó là cái trao đổi mới có qua cái rào này thôi. Dạ. Bây giờ mình sẽ mở rào để hai bên cùng trao đổi nha, dạ, cho nó rõ hơn. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Nè, tặng em. Dạ. Em cảm ơn. Em cũng muốn quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có thể xem. Cốc đôi. Dạ. Mở ra đi cưng, mở ra coi dạ, là gì. Em cứ... thấy rồi, cốc đôi. Cốc này cũng được, đẹp. Như em là em sẽ có biết em họa lên liền. Sao mà em mê đủ ngày hết, em cũng không biết nữa. Sáng cà phê uống trà nhớ bạn tặng ha. Dạ, em cũng thích uống trà lắm. Rồi. Dạ. Rồi, hai bạn trao đổi với nhau nào. Cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao? Nói chung là cũng ổn. Dạ. Em thấy anh sao? Anh thì em thấy cũng ổn. À. Còn về cái sâu về anh á thì em nghĩ là chắc phải có thời gian tìm hiểu thêm. À. Chứ qua chương trình thì mình cũng chỉ biết sơ về nhau thôi. Chứ cũng chưa có đi sâu lắm ạ. À. Dạ. Anh muốn hỏi là sao em có kén lắm không mà sao đến giờ chưa lập gia đình á? Thì mọi người thì nói em là kén, nhưng mà em thì bản thân em tự đánh giá thì em cũng không kén lắm. Nói chung là tình duyên của em thì cũng bị gọi là xui á. Thì sau một mối tình đầu tiên thì em cũng có tìm hiểu và làm quen thêm mấy bạn nữa, mấy anh nữa. Thì thật ra là mấy người mà em tìm hiểu sau này đa số là đã lập gia đình, là hiện còn ở với gia đình. Hoặc là những anh mà đang có vợ mà trong cái giai đoạn mà gọi là vợ thai sản, hậu sản rồi đó. Thì nói chung thì em cảm thấy mình xui, mình gặp như vậy rất là nhiều. Khi mà em biết ra thì mấy anh cũng hứa hẹn cũng nhiều lắm. Nào là để anh thu xếp, nào là để anh ly hôn đồ. Nhưng mà toàn là lời nói không anh. Mà em cũng không thích là người thứ ba nữa. Tâm sự thấy thương không? Toàn là gặp mấy anh vậy không à? Dạ. Cuộc sống em có thú vui gì cuộc sống không? Em đi làm thì nói chung cũng từ sáng đến tối. Tại vì em làm tới 5 giờ rưỡi em mới về. Về tới nhà thì thường thường là khoảng 6 giờ rưỡi. Chủ nhật thì nghỉ thì ở nhà chủ yếu là nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa. Hoặc là rảnh nữa thì bạn bè đi chơi, đi mua sắm hoặc là đi ăn uống. Thì sở thích của em là đi du lịch, đi shopping với lại ăn uống với bạn bè. Dạ. Mình cũng hay du lịch lắm. Mình hay ra bờ biển rồi du lịch canh ngày nha, canh thủy triều. Cái đặng xuống như tràn xuống bờ biển bắt ốc này kia rồi lên bờ biển nướng tại chỗ này kia vậy đó. Anh biết bơi không anh? À, bơi rất giỏi và mình có một cái tài lẻ là bất cứ người nào không biết bơi nếu mình chỉ 2 ngày là sẽ biết bơi. Cái đó là một lời hứa. Em chỉ giùm anh chị Vân bơi giùm anh coi. Bây giờ là chị Vân là hết thuốc rồi. Chị Vân là bây giờ không có hồ nào chứa được chị Vân rồi. Chị Vân vô tính ghê mà chị tự nhiên không chị gần gũi nhìn gần gũi ghê luôn á. Hay, bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình giữ lửa yêu thương thế nào, mình trao đổi nhau đi xem có hợp với nhau không. Em có thích đọc sách không? Thỉnh thoảng em có đọc. Em thấy sách khác với phim ở chỗ nào?
À, sách đó, đọc thì mình động lại nhiều hơn là xem phim. Tùy theo cái hoàn cảnh mà mình đọc nữa thì có thể mình cảm nhận nó khác nhau. Anh thấy nó như vậy, thí dụ như mà sách á thì nó sẽ dẫn mình vô câu chuyện nó dễ hơn. Yeah. Và thí dụ như một cái hiện tượng, thí dụ nha, cơn gió lạnh chợt len len qua khe cửa, thổi rèm lá tung bay, thí dụ vậy đi. Yeah. Nhưng mà khi đưa vô cái hình ảnh phim thì họ chỉ thấy mình thấy phật vậy thôi, nó không có độ feel bằng. Yeah. Ô Vũ, em nghiên cứu về về gia đình hạnh phúc, em nghiên cứu về sách ha. Sau khi đổ vỡ thì nói chung thì sách một cái sở thích của em từ xưa tới nay, từ nhỏ là em tới giờ em đọc chắc khoảng hơn 1.000 cuốn sách. Trời đất ơi, thôi giờ nghiên cứu về sách hạnh phúc gia đình, về phụ nữ đi em. Chỉ về hạnh phúc, anh cũng sau khi mà mọi chuyện đổ vỡ thì anh cũng bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu. Và anh chợt nhận thấy rằng thực sự hạnh phúc không phải là thứ dễ giữ đâu em. Có nghĩa là nó sẽ có hai tình huống, một là phải có một người chịu đựng, và một tình huống là phải cả hai người giữ gìn. Trong tình yêu có một cái hormone mà sản sinh gọi là hormone tình yêu. Anh mới tìm hiểu là nó hormone oxytocin. Tức là mình sẽ sản sinh ra mối hệ khi mình gần gũi thân thiết, nắm tay hoặc những cái tiếp xúc thân thể hoặc là những cái lãng mạn á. Nhưng mà để mà gọi là nó cũng gần như là lửa của hành tình yêu á. Nói chung là muốn giữ nó cũng không dễ đâu. Sau thời gian, thí dụ như giờ mình có thể làm người con gái đó cười nè, mình có thể nấu những món ăn ngon. Nhưng mà sau thời gian cái những câu chuyện đó nó sẽ thành nhàm chán. Cho nên là nó cũng là không đơn giản để giữ danh một tình yêu đâu. Giờ nó nghiên cứu về hóc môn tình yêu nữa. Giữ luôn. Thôi bây giờ nè, quan điểm khoảng nếu ta tìm hiểu được qua lâu thì mình sẽ kết hôn. Nếu như em thấy thường thường khoảng sau, thí dụ ấy, để cho lady first đi. Nói chung thì em cũng là có tuổi rồi đó, thì gia đình cũng hối, thì nếu mà em với anh tìm hiểu mà cảm thấy mà mình hợp nhau, có thể đến với nhau được, thì em nghĩ đến cuối năm. Còn nếu không thì sang năm ạ. Cuối năm. Còn anh thì sao ạ? Nói chung thì anh cũng cần ổn định cuộc sống sớm, càng sớm càng tốt kiểu vậy đó. Tại vì ở một mình thì cũng cô đơn. Dạ. Bây giờ trước khi quyết định thì em có thể nói một câu gì đó tận đáy lòng mình với cái người đối diện. Suy nghĩ sau cái cuộc nói chuyện này như thế nào? Nói chung thì cũng duyên số. Có mấy đứa nó hỏi em, mày sao ra đường vậy, không có bạn gái đi đăng ký rồi này kia, rồi chạy lên xuống chứ vẫn khổ. Nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ có thể tâm trạng có thể mượn hai câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên thôi. Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng, người thì không bắt được bóng bao giờ. Cho nên khi thứ mình muốn không bao giờ mình kiếm được. Cũng lời lẽ dữ lắm luôn. Bạn này nhiều tài lẻ ghê. Thôi giờ hát cho bạn gái nghe đoạn nào đi. Hay em có kỹ năng hát rồi em hát trước đi. Tại vì tự nhiên cái đề cử ngang cái anh hơi ngại. Em thì cũng không có tài lẻ nhiều. Thôi em tặng cho anh một cái bài thơ nho nhỏ nha. Anh đừng biết tên em trên cát, sóng xô cũng tan. Chết rồi, em quên mất tiêu rồi, run quá. Bình thường anh có hay run vậy đó. Giờ cũng đang đập bạc bạc. Anh đừng biết tên em trên cát, sóng xô bờ tan nát trái tim em. Nếu mà theo cái lối thơ nó sẽ như vậy. Dạ. Mặc dù mình không biết bài thơ đó, nhưng sẽ diễn như vậy. Thì đại khái là như thế. Rồi bây giờ em trai có hát đoạn nào tặng bạn gái không? À thì xin hát một đoạn để tặng bạn như làm quà. Anh mong một ngày đôi ta bữa bên đường hai hàn hoa thơm ngát, nắm tay em thẹn thùng vuốt lên tóc em, và anh ôm em vòng tay ngất ngây. Tặng. Dạ. Khi ta bấm nút thì chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân. Xin mời cả hai nhìn về phía màn hình. Hello, xin chào chị Hồng Vân và anh Huyền Linh, MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, tên của em là Bích Vân và em là cô ruột của cháu Hoàng Vũ đây. Gia đình cháu không có ai đến dự được bởi vì tất cả mọi người đang sống ở nước ngoài. Dạ, ngay cả em cũng vậy. Thì chị thương cháu cho nên bây giờ đã là 1 giờ khuya của giờ địa phương, nhưng mà em vẫn cố gắng là cái clip để gửi đến chương trình gửi gắm ông Mai bà Mai. Mong rằng sự mắt tay của anh chị sẽ giúp cho cháu tìm được một nửa bên kia, còn nửa còn lại. Xin gửi gắm đến cho bạn gái bên kia là hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào, cho nhau cơ hội nha. Và cái cháu của mình thì thuộc dạng hiền, chịu khó làm ăn, cho nên các bạn cố gắng tìm hiểu thử nhau coi có hợp hay không. Nếu mà được thì sẽ làm tiến tới và tới luôn. Lúc đó thì cả gia đình của bên nội nhất định là phải về dự rồi đó. Cảm ơn anh chị và chương trình rất nhiều.
Chào chương trình. Em là Ngọc Ánh, là đồng nghiệp của chị Kim Hằng. Em làm việc với chị Hằng cũng được hơn 3 năm rồi và cũng coi như là chị em thân thiết ở trong nhà. Để nhận xét về chị Hằng thì em xin nhận xét ngắn gọn trong 4 cụm từ thôi: tử tế, hòa đồng, chăm chỉ và ngăn nắp. Còn lại thì chắc nhờ anh trai bên kia mình từ từ tìm hiểu nếu mà hai người cho nhau cơ hội nha. Tiếc là lần này thì em không thể đến trực tiếp ở phim trường để có thể cổ vũ cho chị Hằng. Cũng như em rất là tò mò, không biết là anh trai bên đó là người như thế nào, có phù hợp với chị của em hay không. Nên tất cả em đều trông đợi vào quyết định của chị Hằng, cũng như là sự tư vấn tận tình của hai MC là những người mà trước giờ đã may mối thành công cho rất là nhiều cặp đôi. Thì em cũng hy vọng lần này chị em cũng sẽ được may mắn như vậy. Và em cũng xin tặng cho anh chị cũng như chương trình một cái thông điệp ngắn gọn trước khi mà cả hai trao cho nhau một cơ hội. Rất vui được gặp nhau, dù mai sau ta biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Hãy bấm nút nếu mà các anh chị cảm thấy mình thật sự muốn cho nhau cơ hội. Em xin cảm ơn MC và chương trình. Dễ thương quá. Suy nghĩ cho thật kỹ. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Như vậy là Vũ Phong bấm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tại sao vậy Vũ? Chắc cũng tại chưa có đồng điệu anh. Với lại thật sự thì tâm lý người đàn ông á, anh hy vọng em một lời khuyên của anh. Dạ. Với lại chị Yên Thành và anh xin lỗi em. Mà tâm lý người đàn ông á, là thích chăm sóc người khác nhưng mà cũng thích được người khác chăm sóc. Cho nên cố gắng đi học nấu ăn thêm. Và mình nói chung cũng trải lòng hơn chút. Cuộc sống mình cứ trải lòng cứ từ từ rồi tình duyên cũng đến. Dạ, em cảm ơn anh. Em gái cảm nhận của em như thế nào? Nói chung thì anh không bấm thì em cũng thấy là khá bất ngờ. Tại vì khi em đến đối với chương trình á, thì em rất là nghiêm túc. Đúng. Em cũng muốn là mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận cái tình cảm. Nãy bạn Nam có nói cái chữ là không đồng điệu á. Yeah. Mà chị nói trong tình yêu mà nó không đồng điệu á, mình không tìm được hạnh phúc đâu. Thành ra là như vậy nhiều khi lại hay. Yeah. Tại vì thực ra thì còn rất nhiều người sẽ bấm cho em sau cái chương trình này. Đúng rồi. Và bấm cho bạn trai sau cái chương trình này. Cố gắng mình tìm cho mình một người yêu thương để xóa đi những cái nỗi đau, những cái vết sẹo trong tình yêu của mình như vậy nha. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Dạ cảm ơn anh chị. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. WeWe Full, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Chúc các bạn luôn luôn may mắn trong cuộc sống nha. Dạ, xin cảm ơn. Như vậy chúng ta đã kết thúc chương trình ngày hôm nay quý vị. Cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính cho chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn
các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh và Hồng Vân xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Tại vì em đi chung với bạn cho nên là không được chung với anh được, nhưng mà phòng ấy là do là bệnh dịch cũ vậy, nên chắc chắn cho nên là thôi sẽ phải xuống dưới sớm, và ngày anh thì anh nhớ trước giờ anh muốn khi quê bạn gái thì muốn các bác từ các nước cũng biết, và để cho bạn gái muốn nốt bạn gái là anh rất là nghiêm túc. Với cái tuổi như anh thì 26, 27 không thì anh đủ trưởng thành và công việc của anh hiện tại cũng rất là ổn định, nên là anh cũng muốn là xây dựng một cái hạnh phúc ai cũng vậy hết. Với cái tưởng tượng của anh thấy em rất là tuyệt vời. Anh cũng thích một người con gái, anh hay nói đùa với anh em công nhân á, thích một người con gái múp như xe cúp, thích một người con gái múp như xe cúp. Thì hôm nay như vậy là quá ok với anh. Anh muốn phải phân lập với anh cưới vợ à? Cái khoảng mà cưới vợ á, anh rất là nghiêm túc trong mọi vấn đề. Thì chuyện tình cảm vậy, mình phải nghiêm túc và chân thành. Thì hai bên chân thành, không lừa dối nhau gì nữa thì mình sẽ đến kết hôn. Anh vẫn sẽ chờ em được, em bảo 2-3 năm em mới kết hôn. Thì mình sẽ tìm hiểu 2-3 năm. Người gái mà luôn luôn cảm giác khi nào an toàn và thấy hạnh phúc thì lúc đây anh xin được cưới em, để em về làm một người vợ anh và người mẹ của con anh. Hiểu không? Đối với em thì rất là tuyệt vời. Hôm nay đã nên gặp được bạn nữ sau bao nhiêu thời gian chờ đợi. Quá nhiều lần sắp được ghi hình rồi, xong lại Covid nên không ghi được. Hôm nay rất là vui khi gặp được bạn nữ ạ. Tại là em rất là vui, tại vì do là gặp được một anh bên ngoài rất là dễ nhìn. Tại thứ hai nữa là anh khá là thẳng thắn và chia sẻ mọi suy nghĩ của mình dễ hiểu nhau hơn, nhiều hơn ạ. Hiện tại là em đánh giá anh là điểm rất là cao, và 9/10 ạ. Đối với em thì cảm giác bây giờ tuyệt vời, và gặp được bạn nữ vậy thì gọi là xuất sắc và cực kỳ thuyết phục. Đấy, đúng là 10 điểm rồi đấy. Lời đầu tiên là con xin chào hai bác ở Phan, một cái duyên. Con sẽ cố gắng hết sức mình để cô phận, phận đấy là phận được làm tiến xa hơn đối với Hiền, và làm chồng của Hiền để chăm luôn và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Con cũng thấy là mình rất là may mắn, mặc dù là tình hình dịch rất là căng thẳng, nhưng mà con hy vọng trong một thời gian gần, trong thời gian gần nhất rồi con sẽ được đến và gặp hai bác, và cảm ơn hai bác đã kiểu như là tạo cơ hội cho tụi con gặp nhau ạ. Cảm ơn ạ. Hai, ba. Hết thời gian. Rồi, như vậy là Vũ không bấm. Anh xin lỗi. Cảm thấy chương trình cũng chu đáo, và cũng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và nhà tài trợ. Thực sự thì giữa cái mình với cô gái cũng chưa có đồng điệu lắm, gương mặt hai bên chưa có cái độ đại khái, là không có nét phu thê, thì cũng hơi bất ngờ xíu. Tại vì mình không biết làm sao, nhưng mà đại khái là tình yêu phải đến từ sự rung cảm, mà cũng chưa có đủ cái độ rung cảm. Xin lỗi, nhưng mà cái tính mình nó thật không có nói mà nó những cái lời hoa mỹ mà nó xáo rỗng. Nhưng mà nếu mà đầu tiên những người đàn ông có phải riêng như mình cảm nhận cô gái lâu rồi chưa thể mua mối tình chưa cái, thì hoặc là cô gái sẽ rất khó tính nếu mà ở cái tuổi này. Em có kén lắm không mà sao tính giờ chưa lập gia đình á? Thì mọi người thì nói em là kén, nhưng mà em thì bản thân em tự đánh giá thì em cũng không kén lắm. Nói chung là tình duyên của em thì cũng bị gọi là xui á. Thì sau một mối tình đầu tiên thì em cũng có tìm hiểu và làm quen thêm mấy bạn nữa, mấy anh nữa. Thì thật ra là mấy người mà em tìm hiểu sau này đa số là đã lập gia đình, là hiện còn ở với gia đình.
hoặc là những anh mà đang có vợ mà trong cái giai đoạn mà gọi là vợ thai sản hậu sản rồi đó, thì nói chung thì em cảm thấy mình xui, mình gặp như vậy rất là nhiều. Khi mà em biết ra thì mấy anh cũng hứa hẹn cũng nhiều lắm, nào là để anh thu xếp, nào là để anh ly hôn rồi, nhưng mà toàn là lời nói không anh, mà em cũng không thích là người thứ ba nữa. Do câu chuyện của bạn Nam á, thì thấy là bạn Nam có vẻ hình như chưa có giải quyết được hết những cái vấn đề mà quá khứ của mình. Bạn ấy còn giống như là kiểu mà còn vương vấn hay sao đó, thì bạn ấy cũng chưa thật sự mở lòng để đón nhận người mới. Thì mối tình thứ ba quan trọng nhất là mối tình với lại người vợ của em sau này. Vợ em thì nhỏ hơn em 10 tuổi, có 2 con. Nhưng mà nói chung là em cũng cố gắng giữ gìn cái gia đình 10 năm rồi, nhưng mà khi mình cuộc sống mà ta nói yêu nhiều khổ, mà khi mình càng cố gắng giữ gia đình thì bên phía kia lại nghĩ là coi như là mình không thể bỏ buông tay được. Rồi em phải chịu đựng nhiều năm, nhiều tháng. Cho nên nói chung nỗi đau em giờ nó sâu dữ lắm. Nên chị hy vọng là sau này bạn Nam có tham gia một cái game show về chương trình dạng kiểu như Bạn Muốn Hẹn Hò hay là Hẹn Ăn Trưa gì đi nữa, thì bạn ấy thật sự phải mở lòng và thật sự là nghiêm túc đến với chương trình, thì lúc đó mới có thể cho mình một cơ hội mới được. Nói chung thì thật sự người đàn ông có thể là quan tâm là không phải là vấn đề người phụ nữ chưa tập gia đình hay là chưa trải qua mối tình nào, mà tôi quan tâm một đầu tiên quan trọng nhất là cái sự thật lòng với nhau, sống có tâm hay không. Chứ nếu người phụ nữ nói trời, tôi có nhiều cô gái đó à, mình nay 36-37 tuổi từ nào giờ chưa có quen ai hết, mình duyên thì cái đó là đôi khi người đàn ông suy nghĩ là một sự giả tạo, hoặc là chuyện từng trải qua với gia đình và không từng trải thì nó khác nhau ở cái điểm là nếu mà có gia đình, người phụ nữ quyết định sẽ ràng buộc nhiều cái, và vấn đề nó sẽ đặt đến nguyên nhân tại sao gia đình tan vỡ, cho nên nó sẽ bất lợi cho cái điểm đó. Đa số người ta chỉ quan tâm thứ nhất là cái tính cách, thì nhan sắc cũng bình thường vậy, nhưng mà quan trọng cái độ gọi là cái độ tuổi trên gương mặt á, thì mình nói chung cũng tương đương xíu, chứ mình nếu như mà nó chênh lệch quá thì đôi khi nó gây mất sự hạnh phúc cho một trong hai bên, đại khái kiểu vậy. Bạn ấy có nói là lý do là hôn nhân thì phải cần có sự đồng điệu. Vì thêm một cái khuyết điểm nữa là chị không biết nấu ăn. Thì chị thấy có vẻ bạn Nam cũng, ban đầu thì bạn ấy cũng nói là bạn ấy nấu ăn là khá ngon, bạn ấy có thể nấu được nhiều món, cũng có thể nấu được cho bạn mình, người bạn đời mình nhiều món để ăn. Nhưng mà khi mà nói lý do từ chối thì lại lấy lý do là do chị không có biết nấu ăn, với lại cũng chưa tìm thấy sự đồng điệu, thì chị thấy có một chút là mâu thuẫn. Một lời khuyên của anh, dạ, với lại chị Yên Thành và anh xin lỗi em, mà tâm lý người đàn ông là thích chăm sóc người khác nhưng mà cũng thích được người khác chăm sóc. Cho nên cố gắng đi học nấu ăn thêm, và mình nói chung cũng trải lòng hơn chút. Cuộc sống mình cứ trải lòng, cứ từ từ rồi tình duyên cũng đến. Thì hồi nãy cũng có nói với cô gái rồi, có lẽ là mình cũng xin lỗi vì mình cũng không có có đồng điệu được với cô ấy. Nói chung cuộc sống mà cũng có duyên có nợ, đôi khi thì cô ấy cũng sẽ gặp một cái tình duyên khác tốt hơn. Thật sự thì mình cũng hơi buồn, tại vì khi đến với chương trình mình rất là nghiêm túc, mình mong muốn tìm được một nửa còn lại của mình. Vì thật ra mình cũng lớn tuổi, mình cũng muốn lập gia đình để còn sinh con nữa. Thì đối với bạn Nam thì thật ra thì nói và hợp với mình thì cũng thật sự là chưa hoàn toàn hợp lắm. Nhưng mà mình muốn cho mình có thêm một cơ hội để tìm hiểu. Nhưng có lẽ thì mỗi người mỗi suy nghĩ, bạn Nam thì cảm nhận là chưa đủ cảm xúc để mà bấm nút. Thì thôi, chắc là duyên số nên mình cũng chấp nhận thôi. Anh mong một ngày đôi ta bước bên đường hai hàn hoa thơm ngát, nắm tay em thẹn thùng vuốt lên tóc em, và anh ôm em vòng tay ngất ngây. We'll be right back.
Dạ, con đã trải qua 3 mối tình sâu sắc. Thứ nhất là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cái chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Dạ, tình duyên con có 2 mối tình rồi hả? Dạ. Cũng 2 mối rồi chứ ít à. Con chờ bạn nó đi lính 2 năm. Bạn nó nói về và nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn nó về đó lấy vợ luôn. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình nhì là tầm 1 năm yêu xa. Bạn nó có người mới. Em quen bạn ấy cùng quê ở Sài Gòn. Quen được một thời gian thì bạn ấy nói là thôi ạ, cái công việc của bạn ấy và cái học vấn của bạn ấy không bằng em, cho nên là bạn ấy luôn cảm thấy là tự ti và không đủ tự tin để bước tiếp. Bà cáo anh là với chị Vân là em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn hả? Dạ. Hồi xưa thì mình nghĩ mà chưa vội lấy vợ anh. Ừ. Sau này khi có tí tuổi thì em lại lo đi học rồi là đi làm, cũng mải mê công việc không. Em không có để ý tới cô nào xung quanh à? Có đó, em để ý, em rất thích lắm nhưng em không dám gọi lời. Chương trình phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.